thầy tu có phở. Đúng theo đạo Phật thì người xuất gia mà chúng ta quen gọi là sư tăng không được lập gia đình. Chữ sư có nghĩa là thầy, chỉ có thầy tăng mới không được quyền có vợ. Còn những ông thầy khác như giáo sư, thầy dạy học, kỹ sư, thầy kỹ thuật, kiến trúc sư, thầy vẽ kiểu nhà, võ sư, thầy dạy võ, vân vân, những ông thầy này được quyền có vợ chứ? Ngay cả đạo sư, thầy dạy đạo cũng có vợ được nếu đạo sư đó không phải là tăng. Gần đây có một số Phật tử Việt Nam theo học đạo với các thầy Lạt Ma Tây Tạng. Những Phật tử này thường có khái niệm thầy tu không được có vợ. Vì thế nên có một cô Phật tử ở Canada đến nói với tôi rằng: con theo học với vị Lạt Ma này được 2 tháng, nhưng sau khi biết ông ta có vợ thì thôi, không theo học nữa. Giá trị đạo đức của một ông thầy không nên được đánh giá trên việc ông ta có vợ hay không có vợ. Ở Nhật Bản, các vị tăng đa số đều có vợ. Có nhiều chùa, sau khi vị trụ trì mất thì con của họ lên thay thế làm trụ trì. Có 2 vị thiền sư Nhật nổi tiếng là Sunryu Suzuki, sinh năm 1905, viên tịch 1971, tác giả quyển Thiền Tâm Sơ Tâm, và Daisetsu Taitazo Suzuki, sinh năm 1870, viên tịch 1966, tác giả bộ Thiền Luận. Khi nói về 2 vị này, nhiều người gọi họ là đại sư. Tôi tự hỏi, không biết những người này có biết là 2 đại sư của họ có vợ chăng? Nếu biết thì có còn gọi là đại sư nữa không? Riêng theo truyền thống Tây Tạng thì có 2 loại Lạt Ma: Lạt Ma Tăng không có vợ và Lạt Ma Cư Sĩ có vợ con. Chữ Lạt Ma, tức Lama, là dịch từ chữ Phạn, Guru, có nghĩa là đạo sư, vị thầy chỉ đạo. Phật giáo được truyền vào Tây Tạng khoảng thế kỷ thứ 8 do Padma Sambhava, Liên Hoa Xanh. Vị này là một đạo sư nổi tiếng về mật giáo, xuất thân từ tu viện Vikramasila, một tu viện lớn ngang hàng với Nalanda. Padma Sambhava có 2 người vợ và cũng là 2 đệ tử lớn. Chính ông đã sáng lập gia phái Niyamapa, cổ mật. Trong phái này, đa số các Lạt Ma đều là cư sĩ, nên chuyện có hay không có vợ không phải là một vấn đề. Sau đó vào thế kỷ thứ 11, có thêm 2 phái nữa ra đời là Kagyupa và Sakyapa. Sơ tổ Tây Tạng phái Kagyupa là Mapa, qua Ấn Độ học đạo với Naropa, rồi trở về xứ dịch kinh truyền đạo. Đạo sư Mapa có vợ và đệ tử xuất sắc nhất của ông là Milarepa. Vị này không phải là tăng mà là một đạo sĩ du già, yogi. Đệ tử kế nghiệp Milarepa là Gampopa. Một vị tăng nên bắt đầu từ Gampopa trở đi, đa số đều là tăng, nhưng vẫn còn 1/3 là cư sĩ. Kế nghiệp Gampopa là Kamapa. Bắt đầu từ vị này thì có sự tái sinh trở lại ngôi vị mình cho tới Kamapa thứ 16. Vị này mới mất năm 1982. Kamapa là vị lãnh đạo tối cao của phái Kagyupa, tương đương với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vị Kamapa thứ 15 cũng có vợ. Sơ tổ của phái Sakyapa là Sachen Kunga Niempo cũng có vợ, và 2 vị tổ kế tiếp chính là con trai của ông. Đa số Lạt Ma của phái này là cư sĩ. Vị lãnh đạo tối cao hiện nay là Sakya Chijin. Vào thế kỷ 14, có phái Gelugpa ra đời. Sáng tổ là Tsongkhapa, một vị tăng. Kế thừa sau này là Gendun Drup, Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Sau khi chết, vị này tái sinh trở lại mỗi đời. Cho tới nay,
là Đạt Đa Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso. Trong bốn phái lớn vừa kể, ba phái đầu được gọi là Hồng Mạo Phái, Phái Mũ Đỏ, phái chót là Hoàng Mạo Phái, Phái Mũ Vàng. Phái này rất tôn trọng giới luật nên đa số Lạt Ma đều là Tăng. Kể sơ các dòng phái của Tây Tạng để bạn đọc và người nào muốn theo học với Phật giáo Tây Tạng khỏi bị bỡ ngỡ trước vấn đề Lạt Ma có vợ. Với dân Tây Tạng, một vị Lạt Ma có vợ hay không, việc đó không thành vấn đề. Hơn thế nữa, trong giáo lý mật tông Tây Tạng, Tantrayana, có những pháp môn mà trong đó hành giả cần phải có vợ hay một người nữ cùng tu để tập chuyển hóa những năng lực tính dục, hầu sớm mau đắc đạo. Đây là một điều mà Phật tử Việt Nam không thể nào hiểu nổi, nhiều khi còn cho đó là bằng môn tà đạo. Và đây cũng là một lý do mà tôi không muốn truyền bá Phật giáo Tây Tạng sau 6 năm học đạo với các Lạt Ma. Tạm bỏ qua chuyện sư Nhật hay Lạt Ma Tây Tạng có vợ, bây giờ nói đến chuyện sư Thật hoàn tục để cưới vợ. Theo truyền thống Phật giáo ở các nước Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, các vị sư tu hành lâu năm hoàn tục vẫn được Phật tử kính nể, vì họ quan niệm rằng vị sư đó dù đã hoàn tục nhưng kiến thức và phẩm chất đạo đức của ông vẫn không mất. Ngược lại, trong giới Phật tử Việt Nam thì lại quan niệm việc hoàn tục là một sự thất bại, có nghĩa là vị sư đó tu hành không đến nơi đến chốn, không có nghị lực để bị sa ngã, vân vân. Vì đa số Phật tử quan niệm như thế nên các vị sư hoàn tục thường có mặc cảm tội lỗi hoặc xấu hổ, rồi đoạn tuyệt hẳn với đạo Phật, không dám bén mảng tới chùa nữa. Như vậy, không những chùa mất đi một vị tăng mà còn mất luôn một người Phật tử nữa. Đây là một điều đáng tiếc, và quan niệm này hãy còn thiếu nhiều thương yêu hiểu biết. Chiếc áo không làm nên thầy tu kia mà, sao chúng ta cứ mãi vô minh cố chấp vào hình thức? Tu là phải như thế này, phải như thế kia. Từ lúc vào chùa tu đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều huynh đệ hoàn tục. Ban đầu tôi cũng bất mãn thầm trách thầy tôi, sao không khuyên răn ngăn cản họ. Nhưng rồi với thời gian, tôi hiểu và thông cảm, thấy rằng họ còn những bài học cần phải học, cần phải hiểu để tiến hóa. Đạo không nhất thiết phải học ở trong chùa hay trong kinh sách, mà đạo ở khắp mọi nơi. Có nhiều Phật tử phê phán, tội nghiệp thầy đó nghiệp nặng, hoặc sư cô đó còn nặng nợ trần gian. Họ làm như mình không còn nặng nợ nữa vậy. Có biết đâu mình cũng đang nặng nợ như ai, nhưng trốn nợ hoặc chưa tới lúc phải trả đó thôi. Tìm thầy trong khung. Đi tìm đạo tức là đi tìm thầy. Do đó có câu tầm sư học đạo. Vì thế chữ đạo không thể rời chữ sư. Đức Phật là một đạo sư, người chỉ đường đến Niết Bàn, và con đường này được gọi là đạo Phật. Chúa Giê-xu cũng là một đạo sư, người chỉ đường về nước trời, thiên đàng, và con đường này được gọi là đạo Chúa. Ngày nay, hai vị đạo sư này không còn, nhưng có các đệ tử đại diện cho hai ngài, đó là quý thầy hòa thượng, thượng tọa đại đức, hoặc các cha linh mục, giám mục, hồng y, vân vân. Tìm thầy hay tìm một người mẫu lý tưởng. Trong quyển Vô Ngã viết năm 1990, chương liên hệ thầy trò, tôi có nói là người tu hành ban đầu rất cần sự hướng dẫn của một vị thầy. Nếu theo một thầy lành, ta sẽ trở nên lành. Nếu theo một thầy ác, ta sẽ trở nên ác. Do đó, người tu hành phải sáng suốt lựa chọn cho mình một vị thầy xứng đáng tin tưởng. Nếu lựa chọn đúng, thì sự tu hành gặp nhiều thiện duyên tiến triển. Nếu lựa chọn sai, thì có thể thối thất đạo tâm, không muốn tu hành, nhiều khi đâm ra hận và chán ghét luôn tất cả thầy khác. Ở đây tôi sẽ không giới thiệu bạn một thầy mẫu lý tưởng,
mà chỉ nói lên sự nhận xét của tôi về chuyện tìm thầy. Tìm thầy cũng giống như tìm bác sĩ vậy. Khi bị bệnh, muốn khỏi thì phải đi tìm bác sĩ. Thí dụ, trong tỉnh bạn ở có 10 ông bác sĩ. Sự đi tìm bác sĩ có thể được chia làm 3 giai đoạn. 1. Tìm bác sĩ gần nhà nhất. 2. Tìm bác sĩ nổi tiếng hoặc do người quen giới thiệu. 3. Chính mình đi hết 10 ông bác sĩ. Khi mới bị bệnh, bạn sẽ tìm đến một ông bác sĩ gần nhà nhất. Nếu bệnh của bạn không nặng lắm và ông ta cho thuốc chữa khỏi thì bạn không cần tìm một ông bác sĩ khác nữa. Nhưng nếu bệnh của bạn thuộc loại nan y và ông ta không chữa khỏi, hoặc bạn đi chữa nhiều lần mà không thấy khá, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy cần phải tìm một ông bác sĩ khác khá hơn. Bạn có thể tìm đến một ông bác sĩ nổi tiếng trong vùng hoặc nhờ người quen giới thiệu. Nếu ông bác sĩ này chữa bạn hết bệnh hoặc bạn cảm thấy bệnh tình thuyên giảm, thì bạn sẽ tiếp tục đến với ông ta và không cần đi tìm một bác sĩ khác nữa. Nhưng nếu ngay cả ông bác sĩ nổi tiếng này cũng không chữa bạn hết bệnh được, thì giải pháp thứ ba là bạn phải tự mình chịu khó đi khám hết 10 ông bác sĩ trong vùng. May ra sẽ tìm được một ông chữa cho bạn khỏi bệnh. Trong trường hợp cả 10 ông bác sĩ trong tỉnh cũng không chữa hết bệnh, thì có lẽ bạn phải chịu khó lặn lội sang tỉnh lân cận để tìm bác sĩ khác. Và đây là một giải pháp thứ tư. Ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết và sẽ có nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng tôi tạm ngưng ở 3 giai đoạn đầu. Đi tìm thầy học đạo cũng tương tự như vậy. Bình thường chúng ta không bao giờ nghĩ chuyện tới chùa. Đến khi trong nhà có ai có bệnh, ai chết, cần phải cầu an, cầu siêu, thì lúc đó ta đến đại một chùa nào gần nhà có thầy cầu an, cầu siêu. Nếu bệnh của ta chỉ là bệnh cần tín ngưỡng, cần cầu xin ơn trên gia hộ, thì tất cả chùa nào có đầy đủ tượng Phật trang nghiêm, có quý thầy tụng niệm nhịp nhàng, hợp nhĩ là có thể cứu khổ cho ta được rồi. Nhưng có những người sau thời gian cầu an, cầu siêu, bỗng nhiên nghe lòng chán ngán cuộc đời vô thường, muốn tìm hiểu nhiều hơn và bắt đầu thỉnh kinh sách về đọc. Càng đọc càng thấm thía, muốn tìm hiểu hơn, muốn đi nghe thuyết pháp, muốn tu thiệt, muốn ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Nếu vị thầy chủ trì ở đó, ngoài việc ứng phú tụng kinh làm đám, còn biết giảng đạo thuyết pháp thì quá tốt. Ta sẽ không cần phải đi tìm thầy khác học đạo. Nhưng nếu sau một thời gian học đạo với thầy, ta cảm thấy mình thông minh quá, học đâu hiểu đó, và hình như thầy cứ giảng đi giảng lại hoài những đề tài cũ rích, đến đây ta sẽ nảy lên ý niệm muốn đi tìm thầy khác giỏi hơn. Đây chính là giai đoạn 2, đi tìm thầy nổi tiếng hoặc nghe đồn về thầy nào giỏi. Nhiều người ở Pháp, Mỹ mua vé về Việt Nam xin làm đệ tử thầy Thanh Từ, hoặc ở Việt Nam thì muốn sang Pháp tu học với thầy Nhất Hạnh. Hoặc gần đây có một số người muốn sang Ấn Độ, Dharamsala, làm đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc các Lạt Ma Tây Tạng, vì cho rằng các vị Lạt Ma tu cao hơn, nhiều thần thông. Họ đâu biết rằng Phật giáo Tây Tạng cũng có những lùng cùng nội bộ, chia rẽ tông phái, thù hiềm lẫn nhau. Anh A thích tu theo thầy Thanh Từ thì cứ để anh theo. Cô B thích theo thầy Nhất Hạnh thì cứ để cô theo. Chị C thích theo thầy Tây Tạng thì cứ để chị theo. Chúng ta là những người đang đi trong sa mạc nắng chói, cần tìm bóng mát. Các vị thầy là những bóng cây che mát. Sao ta dại dột chia rẽ níu kéo nhau, muốn mọi người phải theo về ông thầy của mình. Thầy mình là giỏi nhất, là bậc chân tu đắc đạo. Xong, có những người theo học với thầy nổi tiếng trong một thời gian mà vẫn không thỏa mãn, còn nhiều nỗi kết đau khổ trong lòng chưa giải tỏa được. Đến đây ta bước sang giai đoạn 3, là lên đường tham vấn tất cả các thầy khác. Điều này xưa kia các thiền sư Trung Hoa đã có làm, gọi là hành cước. Thông thường giai đoạn 3 ít có người đến, vì đa số dừng ở lại giai đoạn 2. Khi được làm đệ tử của một thầy nổi tiếng, có ai dạy gì mà lại bỏ đi? Nếu có bỏ đi,
thì chắc phải tìm thầy nổi tiếng hơn nữa. Hơi đâu mà đi tìm một thầy vô danh tiểu tốt. Được làm đệ tử của một thầy nổi tiếng, dù không đắc đạo đi nữa, cái ta, tức ngã của mình, không nhiều thì ít, cũng được hưởng lây danh của thầy. Sau giai đoạn 3, còn nhiều giai đoạn tìm thầy nữa. Nhưng theo tôi, có một giai đoạn sau cùng mà rất ít ai nghĩ tới. Đó là giai đoạn mà ta không còn là một đệ tử của một cá nhân ông thầy nào nữa, mà là đệ tử của một bóng cây, một dòng sông, một đám mây, một cơn mưa, một ông già, một em bé, vân vân. Trong quyển Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse, Siddhartha đã gặp và biết Đức Phật là một đạo sư đắc đạo, nhưng anh ta vẫn không theo, trở về ngồi bên dòng sông, lắng nghe dòng sông. Không phải vì Phật là một đạo sư nổi tiếng mà ta phải cố bám chạy theo. Không phải vì tôi là một tu sĩ Phật giáo mà tôi phải luôn luôn ca tụng đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là chân lý mà chỉ là con đường dẫn đến chân lý. Các đạo khác cũng vậy, không phải là chân lý mà chỉ là con đường dẫn đến chân lý. Tôi đến với đạo Phật vì tôi có nhân duyên và hoàn cảnh nhiều hơn đối với đạo khác. Trên đây là 3 giai đoạn thông thường của sự tìm thầy. Trong mỗi giai đoạn, chúng ta đều mang theo một cái khung về ông thầy. Đó là những khái niệm cứng ngắc sẵn có của ta về một ông thầy lý tưởng. Thế dù theo tôi thì một ông thầy lý tưởng phải như sau: hiền như Bụt, khờ khảo không biết gì về chuyện đời, sống kham khổ, ăn mặc thô sơ, suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh niệm Phật. Nếu tôi thích ứng phú thì tôi sẽ thêm vào: thầy phải biết tán tụng đúng điệu miền Trung, tán rơi, tán sắp, tán chảo, vân vân. Thầy phải biết làm sớ, làm điệp. Hoặc nếu tôi biết đôi chút về giáo lý thì thêm: thầy phải biết tất cả giáo lý căn bản, thầy phải biết giảng kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, vân vân. Nếu tôi thích tu thiền thì sẽ thêm: thầy phải có định lực này nọ, thầy phải ngồi thiền suốt ngày hay ít nhất là 4 tiếng một ngày. Hoặc nếu thích mật tông thì thầy phải biết làm bùa vẽ chú, trừ ma yếm quỷ, vân vân. Cứ thế, cái danh sách tiêu chuẩn về thầy lý tưởng của tôi dài hay ngắn tùy theo sự hiểu biết nhiều hay ít về đạo. Sau đó tôi đóng khung cái danh sách này rồi mang nó đi tìm thầy. Nếu thấy thầy nào hợp với những tiêu chuẩn ấn định trong khung thì tôi cho thầy đó xứng đáng làm thầy của tôi, là một thầy tu chân chính. Chúng ta thường khao khát đi tìm một thầy chân tu đạo đức, nhưng chân tu đạo đức của ai? Của ta hay của ông thầy đó? Chân tu của ta có nghĩa là gì? Đạo đức theo ta là sao? Phải chăng là những tiêu chuẩn đóng khung của ta? Ta đi tìm ông thầy tự thân hay đi tìm ông thầy trong khung của mình? Thầy tôi phải như thế này, phải như thế nọ. Thầy tu không được như thế này, không được như thế kia. Trước khi đi tu, tôi đã học đến cử nhân vật lý ở Đại học Osei. Khi đi tu, tôi nghĩ rằng bằng cấp thế gian không có ích lợi gì và cũng không có gì đáng để phô trương, vì đạo Phật há chẳng dạy buông xả hết sao. Thế nhưng sau khi vào chùa, tôi thấy quý thầy hay trưng bằng tiến sĩ ra và nhiều thầy khuyên tôi nên trở lại đại học để lấy bằng tiến sĩ, vì thời nay nếu có bằng cấp cao thì dễ làm đạo. Nói người ta mới nghe, mới nể. Nghe nói hợp lý nên tôi cũng tính đi học lại để lấy cái bằng tiến sĩ. Nhưng một hôm ngồi nói chuyện với chú Minh Lâm, chú nói một câu làm tôi tỉnh ngộ: sao quý thầy cứ tốn thì giờ theo đuổi bằng cấp ngoài đời làm chi? Giá lại Phất Mục Kiền Liên đâu có bằng tiến sĩ mà vẫn đắc đạo. Cuối cùng tôi đã nghe lời chú nên tới nay tôi vẫn không có bằng tiến sĩ. Nói vậy bạn đừng hiểu lầm cho tôi chống báng bằng cấp. Bằng cấp chỉ là bằng cấp, tự nó vô hại. Chỉ có những khái niệm về bằng cấp mới là nguy hiểm mà thôi. Bằng cấp dùng để chứng minh trình độ kiến thức. Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học, bạn có thể tham khảo tất cả tam tạng kinh điển, Anh ngữ trên hệ thống Internet, ngay nơi phòng ngủ của mình nếu bạn có máy vi tính. Với Internet,
bạn có thể mở mang kiến thức của mình 24 tiếng trong ngày nếu bạn muốn mà không cần phải vào đại học hay thư viện. Tìm thầy đắc đạo. Theo tôi nghĩ, không phải ai cũng muốn tìm thầy đắc đạo, vì đa số chỉ cần một thầy hướng dẫn tinh thần là đủ. Tuy nhiên, ước muốn tìm thầy đắc đạo không phải là không có, nhất là đối với người muốn tu hành thực sự, muốn giải thoát luân hồi càng sớm càng tốt. Là Phật tử, chắc bạn cũng biết thời này là thời mạt pháp, cách Phật xa hơn 2.500 năm, tìm đâu ra thầy đắc đạo. Mà đắc đạo theo bạn là thế nào? Có phải khi nhìn vào bạn, ông thầy đó liền biết quá khứ, vị lai của bạn không? Nếu vậy thì thầy đó khác gì thầy bói tướng? Có phải thầy đó biết trừ ma yểm quỷ, làm cho gia đạo của bạn được bình an không? Nếu thế thì đó là thầy bùa, thầy pháp rồi. Đắc đạo có phải ngồi thiền nhập định suốt ngày suốt đêm không? Ở Ấn Độ, có nhiều đạo sĩ Pha-ki có thể ngồi hoặc nằm suốt ngày trên những bàn trông hoặc đứng một chân suốt cả tuần cả tháng. Theo bạn nghĩ, mấy ông này có đắc đạo không? Đắc đạo có phải là giảng được những bộ kinh lớn đại thừa như Kim Cang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm không? Mấy giáo sư đại học triết ở Pháp, Bỉ, Mỹ cũng giảng được các kinh này và nhiều khi còn dẫn chứng đầy đủ hơn quý thầy nữa. Biết trước giờ chết của mình hoặc muốn chết thì chết, như chuyện gia đình Bàng Long Uẩn của Thiền Tông, có phải là đắc đạo không? Ở Ấn Độ, các đạo sĩ du già, tức yogi, luyện tập pháp môn làm chủ hơi thở, pranayama, có thể tùy ý làm đứng nhịp tim hoặc ngưng hơi thở để chôn sống 2-3 ngày, sau đó sống trở lại như thường. Không biết mấy ông này đã đắc đạo chưa? Mà cho dù đắc đạo đi nữa, cũng phải chờ đến khi ông ta chết tự tại rồi mới biết là đắc đạo. Và như vậy đâu còn ích lợi gì cho tôi. Nếu có thì chỉ xin hình ông ta đem về để lên bàn thờ tôn sùng khấn vái. Bạn cho rằng tôi không thích mấy ông thầy đắc đạo sao? Chính vì thích mấy thầy đắc đạo nên tôi đã rời chùa, khăn gói lên đường tìm các bậc chân sư đắc đạo. Chữ đắc đạo làm tôi say mê đắm đuối trong suốt 7 năm, từ năm 87 đến năm 93. Ngoài chuyện tìm thầy đắc đạo, tôi còn muốn đắc đạo ngay trong đời này nữa, muốn bắt chước Milarepa. Vì thế, tôi đã đi tìm học với các thầy Tây Tạng và nhập thất 3 năm. Nhưng bây giờ tôi không còn muốn tìm thầy đắc đạo nữa, chỉ muốn tìm thầy chỉ đạo sống khác với đạo chết. Đạo chết là đạo dạy tu hành để sau khi chết được lên thiên đàng hay vào Niết Bàn, vân vân. Và nhiều lúc chỉ muốn nhập Niết Bàn hay lên thiên đàng sớm mà người ta bỏ quên sự sống hiện tại, đánh mất bao nhiêu sinh lực và tiền của. Đạo sống là sống cho ra sống, hiểu được ý nghĩa của sự sống, thực hiện an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại, sống hòa hợp, yêu thương với chính mình và mọi người, biết chấp nhận cả thiện lẫn ác. Lúc trước mỗi khi nghe nói ở đâu có thầy tu cao đắc đạo là tôi liền tìm đến cầu học. Nhưng tôi chỉ ở được vài tuần hoặc vài tháng rồi lại bỏ đi, bởi vì tôi không bắt được sự thông cảm hai chiều. Có nghĩa là trò phải hiểu thầy chứ thầy không cần hiểu trò. Thầy dạy sao thì nghe vậy, hiểu hay không cũng phải làm theo. Có nhiều thầy còn muốn tôi trở thành y hệt như ông ta, trở thành hình bóng của ông ta. Nhưng làm sao tôi trở thành hình bóng của một người khác được? Do đó cứ thế mà tiếp tục tầm sư học đạo. Thế rồi có một lần tôi dừng lại, tự hỏi làm sao mà biết được thầy kia là người đắc đạo. Mà đắc đạo là đắc đạo gì? Ở đây nếu bạn giỏi kinh thì có thể trả lời, người đắc đạo là đắc cái vô sở đắc, chứng cái vô sở chứng, dĩ vô sở đắc cố, cố danh chân đắc. Trả lời như vậy thì đúng là tinh thần bát nhã rồi. Nhưng thú thật với bạn, tôi thấy nó không ăn nhập gì với tôi cả. Bạn tu theo đạo Phật, tôi cũng tu theo đạo Phật, nhưng đạo Phật của bạn có chắc là đạo Phật của tôi không? Chắc chắn là không rồi. Cũng cùng là Phật Thích Ca, nhưng Phật Thích Ca trong đầu bạn đâu có giống Phật Thích Ca trong đầu tôi.
Không tin thì bạn cứ nhìn các tượng Phật thì biết. Tượng Phật của Trung Hoa, Nhật Bản thì mập mạp đấy đà. Tượng Phật của Thái Lan, Miến Điện thì gầy gò, bụng thắt lưng eo. Ở gần một thầy đắc đạo mà không cảm thấy an vui hạnh phúc, ngược lại chỉ thấy buồn bực khó chịu, thì sự đắc đạo của ông ta có giúp ích gì cho mình? Hơn nữa làm sao biết được ông ta đắc đạo? Mình chỉ biết người khác đắc đạo khi chính mình đã đắc đạo. Nếu chưa được như vậy mà dám cho kẻ khác đắc đạo thì đó chỉ là một cái khái niệm đắc đạo chủ quan. Thêm vào đó, đắc đạo nào? Đạo Phật chăng? Như đã nói hồi nãy, đạo Phật có nhiều truyền thống, mỗi truyền thống lại có nhiều tông phái, mỗi tông phái lại có nhiều khái niệm đắc đạo khác nhau. Bởi vậy, khi đi tìm thầy đắc đạo, ta cần phải xác định lại cái đạo mà mình cần đắc. Sau đó, quan sát xem ông thầy đắc đạo mà mình học theo có thể hiện cái đạo mà mình muốn đắc hay không. Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể làm thầy tôi được, từ một em bé đến một bà lão, ngay cả bạn nữa. Nếu bạn biết sống cho ra sống, tự thân bạn tỏa ra niềm vui, tỏa ra tình thương và sự chân thật, thì thế nào tôi cũng có dịp đến học đạo với bạn.